Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với channel nha. Ngày hôm nay á, là ngày thứ hai khi mà mình lấy bé Florida về. Thì video hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em về một cái vấn đề là khi mà chúng ta mới lấy rùa về á, thì chúng ta nên làm như thế nào? Từ từ, trong lúc mình nói thì chắc mình sẽ che bớt gió lại. Mình thôi sợ ở đây tại đang trời mưa á, sợ gió nó vô nó làm cho hai bé baby này bị phổi. Thì khi mà mới lấy rùa về, việc đầu tiên thì chúng ta phải khui cái hộp ra đúng không? Tất nhiên rồi. Và sau đó thì sẽ lấy rùa bỏ vào một cái hộp mà anh em sẽ nuôi á. Nhưng mà anh em hãy khoan bỏ nước vô nha, để nuôi cạn như thế tầm 1 đến 2 tiếng để cho nó ổn định. Tại vì khi mà vận chuyển về thì nó thực sự là nó chưa có ổn định, nó bị sốc rất là nhiều trên cái đường vận chuyển. Cho nên là chúng ta hãy để nó vào bên trong chiếc hộp và tầm 1 đến 2 tiếng cho nó ở trong cạn như thế. Sau đó rồi á thì anh em mới đổ nước vô, mà nước thì nói chung nước đừng có lạnh quá nha, nước bình thường được rồi. Nước thì anh em nên chuẩn bị sẵn trước khi mà lấy rùa về á, chuẩn bị sẵn phơi qua nắng 1-2 ngày để cho nó khử bớt những cái độc hại đi. Sau đó thì anh em bỏ vô tầm ngang mai và tiếp tục nuôi như thế trong vòng 1 đến 2 tiếng nữa để cho nó quen dần với cái mực nước. Sau đó thì 1-2 tiếng sau thì anh em tiếp tục đổ nước ngập mai và lúc đó thì anh em có thể nuôi được bình thường rồi. Còn về cái việc cho ăn á thì trước khi mà rùa đến với chúng ta thì các cái shop người ta cũng đã cho ăn một lần rồi, người ta mới ship đi. Cho nên là chúng ta không có cần phải cho ăn liền ngay lúc mà mới lấy về đâu. Tại vì lúc đó thì cái hệ tiêu hóa của các bé rùa này thật sự nó chưa có được ổn định lắm, cho nên chúng ta hãy để qua ngày rồi chúng ta cho ăn cũng không sao cả. Đó đó là cái việc mà khi mà chúng ta mới lấy rùa cá sấu về mà chúng ta làm như thế nào. Chỉ như thế thôi. Qua ngày hôm sau thì chúng ta cho ăn thì có thể là cho ăn cám hoặc là mua những cái chú cá mồi nhỏ như thế này và cắt ra cho ăn, hoặc là anh em muốn muốn hay ho thì thả vào để cho nó tự ăn luôn. Rồi đây mình sẽ thử thả vào một vài con ở bên bé common nha. Đây là bé common của mình nuôi cũng đã được hơn 1 tháng rồi và hôm nay thì nó bắt đầu nó quen với cái việc dí mồi rồi, cho nên mình không có cần phải cắt đút ra cho nó ăn như những ngày đầu nữa. Nhưng mà bé Florida kia thì hôm nay mình sẽ phải cắt cá nhỏ ra và mình đút ăn để xem nó như thế nào. Tại vì nói chung là nó cũng chưa có quen với cái ngôi nhà mới này. Thì cái việc mà nuôi những dòng rùa cá sấu như thế này á, những dòng rùa họ snapping á, thì thật sự là nó cũng không phải là quá khó đâu, nó cũng dễ, nó cũng khá là dễ. Quan trọng là chúng ta tìm hiểu kỹ trước khi mà nuôi thôi. Rồi hôm nay mình sẽ thử đút cho bé Florida của mình ăn một cái miếng cá do mình cắt ra. Bé hôm nay nói chung vẫn còn khá là nhút nhát nè, thử coi ăn không, nó chưa có thấy anh em à. Đó mình cứ để vô đó là cho nó tự ăn thôi, nếu mà nó không ăn thì cứ bỏ trong đó rồi đóng đóng nắp lại rồi cất đi. Khi mà nó cảm thấy an toàn thì nó sẽ ăn. Đó thì con bên này nó bự hơn con bên này chắc tầm 1 tháng á. Hôm nay con bên này nó dạng rồi, nó chịu bắt cá rồi. Còn ở bên này thì chưa, bên này thì còn nhỏ đó. Đó, bên này thì còn nhỏ đó, chưa có thấy cái mồi để mà ăn. Bên này còn nhỏ xíu à. Thì khi mà nuôi, nói chung thì nhìn hai con baby á, dòng common baby và Florida baby thì chúng ta khó có thể nào mà nhận biết được hai cái dòng. Khi mà nó lớn lên một chút xíu, từ size 4 trở lên thì chúng ta có thể phân biệt được một chút xíu nhờ một số cái đặc điểm nó khác. Thì sau khi mà con Florida của mình nó lên size 4 trở lên, mình sẽ có một cái video mình so sánh giữa hai dòng Common và Florida nha. Nó thấy chưa, nó vẫn chưa có chịu ăn. Nói chung là đó, nó thấy rồi kìa, thấy rồi nhưng mà vẫn chưa chịu ăn, do nó còn thấy mình nó ngại á. Mình thử quan sát lại một chút xíu nữa thôi, coi coi nó có ăn tiếp không nha. Thì chúng ta cho ăn cái cá này, cá tôm
tép, những thứ mà có đạm thì nó cũng khá là tốt, rất là tốt cho sự phát triển mai của dòng Florida. Nó ở bên này nó ăn chưa ta, nó nằm im mày, nãy giờ mình cũng không để ý bên này đó, mình lo nhìn con bên tay phải không à. Đó, nói về cái độ hung bạo thì chắc là con Florida sau này nó sẽ dữ hơn con Common khá là nhiều. Ăn đi cô, đó ăn đi, thúc cá cho ăn mà không ăn ngu ngốc vờ lờ. Thì mình sẽ kéo nó ra đây một chút xíu, có vẻ hình như là nước nó cũng hơi lạnh phải không? Không, nó cũng đâu lạnh lắm đâu. Đây cá, đây cá của mày nè, ăn đi nè, ăn đi. Hắn còn ngại á, hắn còn ngại khá là nhiều. Cho miếng cá mà không chịu ăn, ok mình sẽ cho thêm một miếng nữa. Một miếng không ăn thì 2 miếng, 2 miếng không ăn thì 3 miếng đó. Chúng ta cứ từ từ thì bé nó sẽ quen, hoặc là bây giờ nó cũng chưa có thực sự là đói đó. Phải như này, ngay trước nó luôn, rớt một miếng cá nhỏ xuống nữa mà nó không ăn thì thôi. Bên này cắn được một con cá này nè, đây hình như là cá lóc thì vậy. Ồ, cắn nhìn mắc cười vậy, cắn mà con cá nó chạy không được luôn. Thì cái dòng này nó cắn được xong rồi từ từ nó sẽ hút, nó sẽ ngậm, từ từ nó sẽ ngậm nhiều vô hơn, dẫn đến là con mồi không thể nào mà chạy thoát được. Ở bên cái con Florida hôm qua đến giờ mình thấy nó thải ra khá là nhiều phân, thì chứng tỏ là trước khi mà ship hàng tới cho mình á thì shop cũng đã cho ăn no nê rồi. Không sao rồi, ok thôi, chắc là mình lần này thì chắc là mình đút nó ăn không được rồi, mình sẽ thả vào đó mà mặc kệ nó thôi. Khi nào nó cảm thấy an toàn thì nó sẽ ăn, mình cũng không ép nó ăn được. Cho nên cái vấn đề mà mới lấy rùa về nó nhút nhát thì anh em cũng đừng quá lo lắng nha, từ từ nó sẽ quen mình thôi. Nó như cái con bên này hôm nay nó dạng rồi nè, lúc đầu về nó cũng nhát vãi. Ok rồi, thì ở đây chúng ta có một số cá, tí cá nó rất là ngoài này. Những cái con cá như thế này nhìn nó mắc cười ha, nó nhỏ xíu à. Cá này đúng là cho baby ăn luôn á. Cá này mình quăng vô cho con alligator nó ăn một vài con cho nó vui. Cho nó ăn một vài con này, che lại chút xíu đi anh em à. Anh em thông cảm nha, tại đang trời mưa á, mình không có để nó ra ngoài liên tục được, nó khá là nguy hiểm cho những cái bé rùa, sợ nó lạnh quá thì nó sẽ bị phổi, mà khi mà bị phổi thì rất là nguy hiểm, nó sẽ nổi lên bình trên nước vậy đó. Xong rồi nó cười lắm, nó sẽ bị có nguy cơ là bị đai luôn anh em. Ây da, trời ơi, mấy cái này mình phải bỏ vô đây bớt cho con mòn nó ăn. Rồi, ăn đi cô, mòn ăn đi. Nói chung thì chưa nha, hôm nay còn khá nhét. Trời ơi, con này nó cắn con người ta kìa, đứt làm đôi luôn. Ok, mình sẽ để 2 miếng cá bên này, đồng thời thì mình sẽ thả một vài cái viên cám mà mình được shop tặng nè. Đây là cám Florida kích dưỡng mai 65% đạm, nó màu sáng tự nhiên. Mình sẽ bỏ vào 2 viên, mình sẽ bỏ vào 2 viên nha. Khi nào mà nó cảm thấy đói thì nó sẽ tự ăn, qua chiều hoặc là qua ngày mai mình sẽ ra mình kiểm tra xem coi là nó còn thức ăn ở trong đó không, hay là nó đã ăn rồi và mình sẽ thay nước. Ok, hoặc chắc là mình sẽ cho 3 viên đi để cho cái tỷ lệ thấy đồ ăn của nó sẽ nhiều hơn. Ok, vậy là chỉ như thế thôi. Có vẻ nó thấy rồi kìa, nhưng mà
nó chưa có ăn. Hay là con này nó chỉ ăn cám mà nó không có chịu ăn, nó không có chịu ăn cá ta. Đây mình sẽ quay lại gần cho anh em xem nè. Có vẻ là hơi tối anh em, thông cảm giùm mình nha. Ở ngoài nó sáng quá. Rồi, như vậy thôi là ổn rồi. Ok men, rồi xong, chỉ như vậy thôi mà chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bây giờ mình có nên để máy như thế này để theo dõi coi nó ăn cái con, nó ăn cái viên này như thế nào không anh em? Sao mình thấy nó bơi hoài mà không có tới được cái chỗ đó vậy? Đây, ok. À, mình sẽ đẩy cái này và xích lại miệng nó chút xíu. Đó, nó đang tiến lại rất là chậm luôn. Đó, đó, ăn rồi kìa, ăn rồi kìa. Như vậy là mày cũng biết đói chứ bộ. Nhưng mà có vẻ như cái viên kém này nó còn cứng quá. Đó, nó giờ nó cắn cũng chưa xong nữa kìa, nó bị nhè ra rồi. Kém này thì phải xuống nước ngâm tầm 1 phút á thì nó mới mềm ra được. Không thôi thì nó rất là cứng. Không biết là cứng như vậy ăn nó có bị mẻ mỏ của nó không ta. Ok. Rồi thôi, bây giờ mình xin cắt bớt những cái chú rùa này đi nha. Và mình xin off video tại đây. Chúc anh em cuối tuần vui vẻ nhé. Anh em xem video thì nếu mà cảm thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin cảm ơn em rất nhiều. Còn một cái này nữa, khi mà mình cất thì mình phải đẩy cái này vào. Một phần là vì mình thích đẩy thôi, chứ cái này nó cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đó. Mà sau khi mà đẩy xong thì mình lại tiếp tục cất nó vô trong cái chỗ này. Những dòng rùa baby này thì mình phải cẩn thận nó, không để lạnh, không có để gió. Nói chung là nuôi nước thấp thấp thôi, không có cần cao quá đâu. Từ từ thì mình sẽ nâng cái mực nước lên sau. Từ từ mình sẽ nâng cái mực nước lên sau. Còn bây giờ thì cứ nuôi bình thường như thế này thôi. Được rồi. Bên kia thì nó đang săn săn cá. Đó, con common line với lại Florida của mình đang săn những cái chú cá há miệng ra rồi chạy trốn rồi. Chán ghê á, mình không có cái hồ kính. Nếu mà có là mình có hồ kính là mình có thể quay được cái khoảnh khắc mà con alligator này nó săn mồi cho anh em xem. Nó rất là ngầu, nó rất là ngầu. Ok rồi, như vậy bye bye anh em nhé, xin chào và hẹn gặp lại. Lâu lâu cho ăn đống cá. Bye bye.